Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những nhân vật mạnh mẽ trong thế giới anime phép thuật thường là những kẻ sở hữu lượng ma lực khổng lồ và những ma pháp với sức mạnh hủy diệt. Cũng chính bởi vì quá mạnh và nổi bật với những gì bản thân sở hữu mà ai nấy đều cố gắng che giấu chúng đi. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top anime về phép thuật cực kỳ thú vị, đó là top 10 anime phép thuật có nhân vật chính vô cùng mạnh mẽ nhưng luôn giấu nghề nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào bạn cảm thấy hay và yêu thích nhất trong mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Sekoku No Dragoner, thể loại hài hước ecchi học đường fantasy. Việc học cách cưỡi và thuần hóa rồng đều dễ dàng với hầu hết các học viên tại học viện Ansarivan Dragoner, ngoại trừ sinh viên năm thứ nhất Ash Blake, người được các bạn cùng lớp gọi là đứa trẻ rắc rối số 1. Ash đáng thương là trò cười ở trường bởi vì mặc dù biểu tượng hình ngôi sao lớn của anh ấy đã đánh dấu rằng anh ta sẽ là một bậc thầy rồng trong tương lai, nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì từ anh ta thể hiện điều đó sẽ xảy ra cả. Con rồng của anh cũng chưa xuất hiện. Cho đến một ngày định mệnh, con rồng của Ash thức dậy trong ánh hào, nhưng nó lại xuất hiện khác hoàn toàn với bất kỳ con rồng nào từng thấy trước đây khi mà ở hình dạng một cô gái xinh đẹp. Tệ hơn nữa, Ash thường phát hiện ra rằng con rồng này có thái độ rất kỳ lạ. Khi cô thông báo cho anh rằng cô là chủ nhân, còn anh là người hầu. Vấn đề của Ash với cô nàng rồng này chỉ mới bắt đầu. Số 9. Musaigen no Phantom World, thể loại hành động hài hước fantasy đời thường siêu nhiên. Phantoms, các thực thể siêu nhiên như ma hoặc yêu quái, cho đến gần đây chúng vẫn được cho là mê tín. Tuy nhiên, khi một loại virus lây nhiễm vào não đã lan rộng ra khắp xã hội, nhận thức của mọi người về thế giới thay đổi khi mà những sinh vật thần thoại được tiết lộ đã sống cùng với nhân loại trong suốt thời gian dài. Virus này cũng ảnh hưởng đáng kể đến những người thuộc thế hệ tiếp theo, cho phép họ phát triển các khả năng đặc biệt mà họ có thể sử dụng để chiến đấu chống lại những bóng ma và yêu quái nguy hiểm. Haruhiko Ichijo và Mai Kawakami là hai trong số những người được ban cho sức mạnh. Haruhiko có khả năng triệu hồi và phong ấn các Phantoms thông qua bản vẽ. Trong khi đó, Mai thấm nhuần sức mạnh của các yếu tố võ thuật. Cùng với Ruruma thân thiện, họ thành lập đội E của học viện Hosea, nơi mà chuyên đối phó với những sinh vật tinh nghịch này. Trong một thế giới nơi mà giao thoa thực tế và siêu năng lực, Musaigen no Phantom World theo dõi cuộc phiêu lưu của một nhóm bạn khi mà họ xử lý những rắc rối hàng ngày do Phantoms gây ra. Số 8. UQ Holder, thể loại hành động viễn tưởng phép thuật fantasy shonen. Tota Konoe là một cậu bé bình thường, lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở nông thôn. Cuộc sống thường ngày của cậu ta đột nhiên thay đổi khi mà người cố vấn của cậu, Kina McDowell, tiết lộ mình là ma cà rồng. Sau khi cứu Tota khỏi vết thương chí mạng, cô cũng khiến Tota trở nên bất tử. Mang trong mình khao khát khám phá thế giới, cuối cùng chàng trai trẻ Tota đã đặt ước mơ của mình là hướng tới đỉnh Amano Mihashira, một tòa tháp dẫn đến không gian thành hiện thực. Trên đường đi, cậu ta tìm thấy một xã hội bí mật bao gồm những người bất tử giống như cậu được gọi là UQ Holder. Kiếm cho mình được những đồng đội mới và cố vấn trên đường đi, cậu ta bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ diệu, độc đáo của riêng mình. Số 7. Mushi Bugio, thể loại hành động lịch sử siêu sức mạnh ecchi võ thuật samurai fantasy shonen. Ở Nhật Bản thời kỳ phong kiến, người dân Edo đang bị bao vây bởi những con côn trùng khổng lồ tàn phá đất đai. Người dân tuyệt vọng cầu xin chính phủ làm điều gì đó về nó. Do đó, văn phòng Insect Magistrate được thành lập, tập hợp những chiến binh mạnh mẽ để bảo vệ chống lại sự tấn công của quái vật. Mushi Bugio theo chân Jinbi Tsukishima, một thanh niên đang phấn đấu trở thành một kiếm sĩ bậc thầy như cha mình. Để chuộc lỗi cho sự cố khủng khiếp xảy ra do lỗi của mình, Jinbi đã tìm cách thay thế cha mình với tư cách là thành viên của văn phòng Insect Magistrate. Trên hành trình đó, anh ta gặp Haru đáng yêu, một phụ nữ trẻ giúp quản lý quán trà của gia đình cô và buộc phải sử dụng thanh kiếm của mình để cứu cô khỏi số phận ghê rợn. Hành động dũng cảm này đã giúp cho anh ta có được vị trí trong Insect Magistrate. Liệu tân binh này có thể thoát khỏi vùng đất của đám côn trùng đang liên tục tràn vào hay không? Số 6. Densetsu no Yusha no Densetsu, thể loại hành động phiêu lưu phép thuật shonen fantasy. Alpha Stigma được biết đến là đôi mắt có khả năng phân tích tất cả các loại phép thuật. Tuy nhiên, nó lại được mọi người biết đến nhiều hơn là đôi mắt bị nguyền rủa, chỉ có thể mang lại sự hủy diệt và cái chết cho mọi người. Reiner, một pháp sư tài năng và cũng là người sở hữu Alpha Stigma, từng là học sinh của Học viện Pháp sư của Đế chế Royland, một học viện ưu tú chuyên đào tạo các pháp sư cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, sau khi nhiều bạn cùng lớp của mình đã chết trong một cuộc chiến, cậu ta đã thề rằng sẽ biến quốc gia này thành một nơi hòa bình và không người vô tội nào phải chết nữa. Đồng hành cùng với người bạn còn sống và cũng là người bạn thân nhất của mình, Sion Astol. Bây giờ, Sion là vua của Royland và anh ta ra lệnh cho Reiner tìm kiếm các di vật hữu ích sẽ hỗ trợ cho quốc gia. Cùng với Ferris Eris, một nữ kiếm sĩ xinh đẹp và tài giỏi, Reiner tiếp tục hành trình tìm kiếm di tích của những anh hùng huyền thoại từ quá khứ và đồng thời cũng khám phá ra những bí mật đằng sau đôi mắt nguyền rủa của cậu ta. Số 5. Hitori no Shita, The Outcast, thể loại hành động siêu sức mạnh siêu nhân. Zhou Shoran là một sinh viên đại học bình thường cho đến khi anh ta bị cuốn vào một sự cố khủng khiếp ở ngôi làng nhỏ khi đến thăm mộ của ông nội mình. Trong khi đi qua nghĩa địa để thăm ông nội đã mất, Shoran bị Thay Ma tấn công cho đến khi một cô gái bí ẩn cầm dao xuất hiện và dẫn anh ta đến một cuộc đối đầu với Thay Ma. Sau khi chiến đấu thành công với Thay Ma và tiếp tục gặp gỡ với cô gái cầm dao có tên là Fư Hoho, cuộc sống của Shoran bắt đầu thay đổi khi mà anh ta biết rằng kỹ thuật võ thuật về ông nội của anh ta được biết đến với cái tên Kitaigen là một kỹ thuật được tìm kiếm bởi rất nhiều nhóm võ thuật với động cơ bí ẩn. Câu chuyện kể về nỗ lực của Shoran để tìm hiểu lịch sử thực sự của ông nội và mối liên hệ được cho là của ông nội với Fư Hoho. Số 4. God Arc, thể loại hành động fantasy quân đội viễn tưởng. Năm 2071, nhân loại đã bị đẩy đến bờ vực của chủng sau sự xuất hiện của quái vật ăn thịt người được gọi là Aragami. Chúng tự hào về khả năng chống lại hoàn toàn vũ khí thông thường. Aragami tàn phá đất đai, tiêu thụ hầu hết mọi thứ trên đường đi của chúng. Để chiến đấu với chúng, một tổ chức có tên là Fenrir được thành lập như một nỗ lực cuối cùng để cứu nhân loại thông qua việc sử dụng God Eaters. Con người đặc biệt truyền vào tế bào Oracle cho phép họ sử dụng God Arc, một vũ khí duy nhất được biết đến với khả năng giết chết một Aragami. Một trong những God Eaters như vậy là Lenka Usugi, một loại mới mà God Arc có hình dạng của cả lưỡi kiếm và súng. Giờ đây, với tư cách là một trong những vũ khí lớn nhất của Fenrir, Lenka phải làm chủ God Arc của mình nếu muốn quét sạch Aragami một lần và mãi mãi. Những con quái vật tiếp tục được sinh ra hàng loạt trong khi tàn dư của loài người đấu tranh để sinh tồn trong đêm. Chỉ có God Eaters đứng giữa Aragami và sự hủy diệt hoàn toàn của toàn bộ loài người. Số 3. Quanji Fashi, thể loại phép thuật học đường. Macpham, một học sinh trung học sống tại một thế giới ma thuật. Đó là nơi ma thuật đã thay thế bản chất của khoa học. Tại đây, những học sinh có khả năng nhất được dạy để làm chủ những điều kỳ diệu của phép thuật để chống lại những con thú lớn với sức mạnh tàn phá đang ẩn nấp trong các khu rừng xung quanh thành phố. Giống như kiếp trước, Macpham vẫn là con trai của một người lao động nghèo và anh trai kế với một cô gái. Bất chấp những bất lợi này, anh ước mơ được theo học tại một ngôi trường phép thuật để trở thành một pháp sư. Trả ơn cho cha mình vì đã làm việc chăm chỉ. Macpham được chấp nhận vào học viện ma thuật nổi tiếng. Tuy nhiên, tin đồn lan truyền về sự nghèo khó và thiếu khả năng phép thuật của cậu. Cậu bị coi là trò cười ở trường. Macpham chẳng những sở hữu yếu tố lửa mạnh mẽ mà còn là yếu tố sét cực kỳ nguy hiểm. Mang cho mình sức mạnh bá đạo, liệu những mục tiêu của cậu sẽ thuận lợi chứ? Số 2. Magi, The Labyrinth of Magic, thể loại hành động phiêu lưu fantasy phép thuật shonen. Phân tán trên khắp thế giới, một số mê cung kỳ quái ẩn giấu những kho báu khổng lồ bên trong chúng. Những nơi bí ẩn này được gọi là dungeon, được cho là các tác phẩm của Magi, một lớp pháp sư hiếm, người đã giúp cho mọi người xây dựng đế chế của họ bằng cách hướng dẫn họ đến một dungeon. Zins, những sinh vật siêu nhiên cai trị tại mê cung, cho phép những kẻ chinh phục thành công tiếp cận với sức mạnh to lớn của nó và chọn họ làm ứng cử viên tiềm năng để thống trị thế giới. Trải qua cuộc sống cô lập, Aladdin, một pháp sư tốt bụng và trẻ tuổi, háo hức khám phá thế giới sau khi rời khỏi nhà. anh ta bắt đầu một cuộc hành trình của mình cùng với người cố vấn Ugo của mình, một Jin mà Aladdin có thể triệu tập bằng cây sáo. Tuy nhiên, Aladdin đã sớm trở thành bạn với Alibaba Saluza dũng cảm sau khi phá hủy một gian hàng của một thương gia địa phương. Để đền bù cho các thiệt hại, Alibaba gợi ý rằng họ cố gắng chinh phục dungeon gần nhất, thực hiện bước đầu tiên trong một cuộc phiêu lưu sử thi để quyết định số phận của cả thế giới. Số 1. Kamino Tau Tower of God, thể loại hành động phiêu lưu huyền bí drama fantasy. Có một tòa tháp triệu tập những người được chọn là regulars với lời hứa sẽ ban cho những điều ước sâu sắc nhất của họ. Cho dù là sự giàu có, danh tiếng, quyền lực hay bất cứ thứ gì vượt qua tất cả mọi thứ của họ, tất cả mọi thứ đang chờ đợi những người đạt đến đỉnh cao. 25th Bam là một cậu bé chỉ biết đến một hang động tăm tối, một tấm vải bẩn và ánh sáng không thể tiếp cận được trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy, khi mà một cô gái có tên là Rachel đến với cậu ta thông qua ánh sáng, cả thế giới của cậu đã thay đổi. Trở thành bạn thân với Rachel, cậu học được rất nhiều điều về thế giới bên ngoài từ cô. Nhưng khi Rachel nói rằng cô phải rời xa anh để leo lên tháp, thế giới của cậu tàn vỡ. Thề sẽ theo sau cô bất kể điều gì xảy ra, Bam đặt tầm nhìn của mình lên tòa tháp và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Do đó bắt đầu cuộc hành trình của Bam, một cậu bé không được tháp chọn, tự mình mở cổng. Họ gọi những người như cậu là Ingredients, những kẻ đã làm rung chuyển chính nền tảng của tòa tháp mỗi khi họ đặt chân vào bên trong nó. Trên đây là top 10 anime phép thuật có nhân vật chính vô cùng mạnh mẽ nhưng luôn giấu nghề mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này của Thay Ma rồi, các bạn yêu thích thể loại này hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình cấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thế và đến nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Xin thành cảm ơn các bạn. Bye bye!